Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review với các bạn phần đầu tiên của cuốn sách Tim Cook, cuốn sách mà sẽ đã đi sau mình ngay sau cuốn sách tiểu sử Steve Jobs. Ok, các bạn đã biết đến Steve Jobs rồi đúng không? Các bạn đã biết đến một thiên tài về mặt công nghệ, các bạn đã biết đến người đã là founder, thành lập, sáng lập và đưa đế chế công nghệ của Apple trở thành một cái quốc gia tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Nghìn tỷ đô. Nhưng mà sau cái sự mất mát của ông thì ai sẽ là người có khả năng để lên trở thành nhà lãnh đạo cho Apple và người đã được ông lựa chọn và tuyệt đối tin tưởng và cân nhắc để lên vị trí CEO, đó chính là Tim Cook. Vậy câu hỏi đặt ra sẽ là Tim Cook sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Tim Cook có thể trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời như Steve Jobs hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi cuốn sách Steve Jobs nhé. Chúng ta hãy cùng theo dõi cuốn sách Tim Cook nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ok, trong cái phần review này như mọi lần thì mình sẽ review về 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung của 100 trang sách mà mình đã đọc của cuốn Tim Cook. Phần thứ hai đó là những chiến lược mà mình đã học được trong 100 trang sách này. Và phần thứ ba sẽ là 5 bài học rất lớn mà mình đã học từ 100 trang sách này từ nhân vật Tim Cook của chúng ta. Ok, let's go. Chúng ta hãy đi vào phần 1 nhé. Phần 1 thì nội dung của sách thì sẽ khá là đơn giản thôi. Nó sẽ kể về cái câu chuyện mà thời điểm mà Steve Jobs gọi điện cho Tim Cook và muốn ông trở thành CEO của Apple. Thời điểm này thì Steve Jobs biết rằng là mình không còn sống được lâu nữa. Thực ra Steve Jobs đã trải qua đến 2 lần phẫu thuật. Và lần thứ nhất thì đã kéo dài giúp cho ông thêm được khoảng đâu đấy chục tháng nữa cuộc đời. Và ông không phải chục tháng mà mấy năm nữa cuộc đời. Ông đã quay trở lại và làm việc cực kỳ hăng say hơn. Nhưng mà sau đó ở lần thứ hai thì ông biết rằng thời gian không còn nhiều và đã đến lúc để mình phải chuyển giao toàn bộ cái công việc này cho một nhân vật rất là quan trọng. Và trong giới truyền thông thì họ đã đặt câu hỏi là ai là con người có thể thay thế cho Steve Jobs vào thời điểm này. Vì Steve Jobs đã vô cùng tuyệt vời, ông đã làm được một đế chế như thế. Vậy thì cái hình ảnh nào mà là người có thể hỗ trợ ông nhiều nhất? Câu hỏi đặt ra rất khó. Có những người thì họ đồn đoán rằng là Jony Ive là giám đốc về công nghệ hay là về thiết kế sản phẩm. Tất cả từ những cái sản phẩm MacBook, Mac Pro, iPod, các thứ đều có bàn tay của Jony Ive. Jony Ive làm việc rất rất thân cận với Steve Jobs để tạo nên những cái sản phẩm tuyệt vời mặt thẩm mỹ như thế. Cũng có người thì đưa ra những cái đồn đoán khác như là giám đốc sản phẩm. Cũng có những người đưa ra đồn đoán khác là một người khác sẽ làm. Nhưng mà đối với Tim Cook thì sao? Thực ra Tim Cook lại là người ít được giới truyền thông nghĩ nhất, mặc dù ông là COO. Tức là tiền thân khi ông làm CEO của Apple thì ông đã là COO của Apple rồi. Mọi hoạt động liên quan đến vận hành của Apple đều do một tay Tim Cook hoàn thành và đạt được rất nhiều thành tựu trước đó. Có thể người ngoài thì không biết đến điều này, tức là giới truyền thông bên ngoài thì không biết. Nhưng mà nội bộ thì họ biết rằng là Tim Cook ông đã mạnh như thế nào, ông đã giúp Apple như thế nào vào thời điểm mà Steve Jobs đang bị ốm. Vâng, nhưng mà dù là đã biết trước như thế, nhưng mà cái việc đưa Tim Cook lên nó vẫn là một sự xôn xao dư luận và mọi người vẫn đặt ra câu hỏi là trời ơi, ông ấy không thể làm được đâu. Ông ấy không phải là Steve Jobs, ông ấy không có một tầm nhìn của Steve Jobs, ông ấy không có triết lý cốt lõi của Steve Jobs, ông ấy không có tính công nghệ. Steve Jobs yêu về sản phẩm và làm sản phẩm bao nhiêu thì Tim Cook ngược lại, Tim Cook lại tập trung nhiều vào vấn đề vận hành và sản xuất nhiều hơn. Hay là Steve Jobs càng điên càng ngổ ngáo các cực đoan bao nhiêu thì Tim Cook lại điềm đạm bấy nhiêu. Làm sao mà hai cái con người này có thể thay thế cho nhau được? Họ không thay thế cho nhau nhưng họ là một cặp đôi cực kỳ hoàn hảo. Nhưng mà làm sao khi mà mất Steve Jobs rồi Tim Cook có thể làm được điều đấy? Và câu hỏi là ra rất lớn. Và câu hỏi này sẽ được trả lời ở những phần sau. Nhưng chúng ta hãy cùng đi tiếp xem Tim Cook là ai. Thì quay trở về với cái quãng lịch sử từ hồi còn sinh ra và lớn lên. Thì Tim Cook lớn lên ở một cái vùng mà nó không quá nổi tiếng với cái thế giới công nghệ, không giống như Steve Jobs lớn lên ở thung lũng Silicon và ông thấy rằng mình phải là một phần của nó. Thì Tim Cook lại lớn lên ở một cái mảnh đất mà gần như là nó kỹ thuật và nó gần như không có một cái gì quá nổi trội. Và ông lớn lên trong một gia đình về tôn giáo và cái tôn giáo nuôi dưỡng trong ông những cái niềm tin, những cái sự điềm đạm, những cái tính lương thiện nhiều nhất có thể, là đạo Kitô giáo. Cái vùng đất ông lớn lên ấy thì đến bây giờ mọi người không bao giờ thừa nhận, tức là không bao giờ thừa nhận rằng họ là người phân, tức là rất nhiều cái vấn đề về phân biệt chủng tộc ở vùng đất này họ không thừa nhận. Nhưng mà ông nói rằng trong một cái phần nào đấy ông đã từng phát biểu rằng là cái vùng đất này nó đang có vấn đề như thế. Và trong cái quá khứ của ông thì ông đã gặp những cái hội KKK, những cái hội mà cực kỳ kỳ thị và phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tuy nhiên là cái cuộc sống đấy thì nó chỉ bồi dưỡng thêm cho ông biết rằng là phải đối xử như thế nào, hình thành cái con người và tính cách tương lai của ông thôi. Chứ nó lại không hề phải làm là xấu đi, nó không hề có tính tích tiêu cực đi mà lại tích cực hơn. Việc tiếp theo đó là
Về cái công việc thì trong quá trình lớn lên và học thì ông có theo đại học, học đại học Auburn. Cái đại học này là cái đại học khá là nổi tiếng mà rất là nhiều những cái vị CEO trước đây đã từng học, những CEO thành công đã từng học ở đây. Điều đấy thì có vẻ như đâu đấy là một cái sự báo trước nào ngầm về về cái tương lai của ông sau này. Nhưng mà chủ yếu các vị CEO này là rất mạnh về mặt kỹ thuật nhé. Có nghĩa rằng là Tim Cook rất mạnh về mặt kỹ thuật. Rồi trong quá trình học tập thì nó đã có những cái nhiều dấu hiệu và những cái bồi dưỡng lên những cái tính cách của ông, như việc là ông rất là xông xáo trong công việc và là một học sinh xuất sắc và luyện tập. Nhưng ông không bao giờ thừa nhận điều đấy, tức là có thể hiện rằng ông là người rất là khiêm tốn. Hay là cái việc mà khi mà ngay khi ra trường, tức là chưa được ra trường mà ông đã được nhận làm việc tại IBM rồi, thì tại IBM thì ông thăng tiến rất nhanh và lên những cái hàng quản lý cấp cao. Và đến thời điểm mà ông rời khỏi IBM sau mười mấy năm ấy, thì ông đã là vị giám đốc của một cái trung tâm tại IBM. Ông được những cái nhân viên, những cái cấp quản lý kể lại về cái câu chuyện là khi mà tất cả mọi người mong muốn được nghỉ việc và ngày nghỉ lễ, thì ông lại là người đứng ra tình nguyện để làm hết sức cái công việc mà khó khăn đấy, và ông lại là người hoàn thành xuất sắc công việc. Sau khi mà rời IBM, mặc dù là mọi cái chính sách chế độ đãi ngộ của IBM rất tuyệt vời, thì ông có rời IBM đến những công ty nhỏ hơn để hưởng cái phúc lợi tốt hơn và được làm những cái vị trí lớn hơn. Và tiếp tục rời công ty đấy đến với lại Compaq, thì hầu như cái công việc của ông là liên quan đến cái vận chuỗi vận hành, đảm bảo về mặt tồn kho và mặt sản xuất. Thì chính cái cơ duyên này đã đưa ông gặp đến Steve Jobs, và Steve Jobs có mời ông về Apple, và ông đã phải cân nhắc rất nhiều. Thì cái sự cân nhắc nhiều này thì dẫn đến là ông có làm ở Apple hay không thì thực ra bạn biết là có rồi, nhưng mà như thế nào thì mình sẽ tiếp tục review phần sau. Còn bây giờ tiếp tục sẽ là năm cái chiến lược mà mình đã học được qua 100 trang sách này nhé. Thì việc đầu tiên là những cái phong cách lãnh đạo nó rất khác nhau. Giữa Tim Cook và Steve Jobs, cách lãnh đạo của họ khác nhau. Và điều đấy không nói rằng là ai lãnh đạo đúng, ai lãnh đạo sai. Steve Jobs có những cái cực đoan riêng của ông ấy, Tim Cook có sự đỉnh đạo riêng của Tim Cook. Nhưng cái điều này nó không để chúng ta đặt câu hỏi đúng hay sai, mà nó phải là sự phù hợp. Ở thời điểm của Steve Jobs có thể rằng đó là cách phù hợp, nhưng thời điểm này của Tim Cook nó cần phải một cách khác. Thì cách lãnh đạo của Tim Cook nó điềm đạm hơn rất nhiều, thân thiện hơn nhân viên rất là nhiều. Cái thứ hai đó là về việc bồi dưỡng sự phát triển, cái chiến lược về sự phát triển. Ngay khi học đại học, ông đã đầu tư vào bản thân như thế nào? Cho đến khi mà ông trưởng thành, ông vẫn tiếp tục đi học ở IBM, đi làm IBM và vẫn học MBA. Trong tất cả các công việc, cái thứ ba là bài học về trong tất cả công việc thì luôn luôn phải tìm cách để thể hiện bản thân. Bởi vì khi thể hiện bản thân, bạn sẽ đặt ra những thách thức cho bản thân mình. Bạn vượt qua thách thức đó, nó sẽ là thành tựu để bạn có thể chứng minh trong tương lai. Và làm sao mà Steve Jobs lại muốn mời Tim Cook về làm việc? Bởi vì đơn giản là có những cái thành tựu trong quá khứ rồi. Cái thứ tư là mọi việc phải thể hiện bằng kết quả. Những cái việc mà Tim Cook làm nó đều cần phải có kết quả và thành tựu, và điều đó nó sẽ chứng minh cho những cái việc mà bạn tương lai có được chọn hay không. Và cái cuối cùng là cái chiến lược cuối cùng ở đây, nó là cái việc mà lựa chọn thách thức, tức là bạn nhìn cái thách thức đấy, thì khi mà bạn nhận nó có nghĩa rằng là bạn sẽ trưởng thành hơn dù có thành công hay không. Rồi, với năm bài học mà mình học được ở đây, thứ nhất là bất kỳ ai thực ra đều có thể thành công, dù là Steve Jobs hay là Tim Cook, những người rất khác nhau họ đều có thể thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì họ có một sự kiên trì và đam mê và hết mình họ làm tới. Bạn sẽ không bao giờ thấy Tim Cook hay là Steve Jobs nào mà chỉ làm nửa vời. Họ luôn luôn làm hết 100% năng lượng của mình với 100% sức lực, và mọi thứ đều phải thực sự rất cầu toàn. Cái thứ hai luôn là chính mình. Tim Cook là một người đồng tính. Tim Cook lại đến từ một cái background khác với Steve Jobs, nhưng ông không học cái cách làm của Steve Jobs mà ông lại là chính mình cơ. Ông quản lý nhân viên theo cách khác, ông có những triết lý giá trị khác, và những cái điều đó nó khẳng định cho bản thân ông và nó thành công trong tương lai. Thì phải luôn luôn là chính mình và hiểu được rằng cái chính mình đó nó phải là cái chính mình tốt và phù hợp, và nó thực sự là có giá trị. Cái thứ ba là luôn luôn chấp nhận những thách thức và cơ hội. Bởi vì sao? Trong thách thức sẽ có cơ hội. Cái thứ tư đó là làm tốt mọi thứ dù là nhỏ nhất, vì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng là những cái điều đó nó có giá trị như thế nào trong tương lai. Và cái cuối cùng, hãy tự tin. Dù bạn là người đồng tính, dù bạn là người tàn tật, hay dù bạn là đến mất từ bất kỳ đâu, nó đều không quan trọng. Bạn là ai, bạn sẽ biết và bạn sẽ chứng minh nó trong tương lai bằng cái công việc, bằng cái hiệu quả của mình. Như vậy hãy luôn luôn tự tin, bởi vì chỉ việc cái tự tin không thôi đã giúp bạn thành công được một nửa cái công việc đấy rồi. Ok, và đó là cái phần review số 1 của cái cuốn sách Tim Cook này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.